Xin chào tất cả các bạn. Bạn đang xem một chiếc clip giới thiệu về trường đại học FPT, một ngôi trường mà có màu cam đặc trưng. Ngôi trường này có gì đặc biệt, chất lượng đào tạo ra sao, cơ hội việc làm như thế nào? Mời các bạn cùng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé. Thứ nhất là về địa điểm học. Trường đại học FPT thì hiện có 5 cơ sở đào tạo tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi học kỳ học tập giữa các cơ sở này để giao lưu, học hỏi, trải nghiệm văn hóa vùng miền. Thứ hai là về ngành học, thì trường đại học FPT sẽ có 3 nhóm ngành chính: công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ. Nhóm ngành ngôn ngữ thì sẽ có ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Hàn. Nhóm ngành quản trị kinh doanh sẽ có Digital Marketing, kinh doanh quốc tế, quản trị truyền thông đa phương tiện, quản trị khách sạn, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành và tài chính. Và nhắc đến FPT thì sẽ không thể không nhắc đến công nghệ thông tin với các chuyên ngành như kỹ thuật phần mềm, an toàn thông tin, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, thiết kế mỹ thuật số. Tiếp theo là về lộ trình đào tạo. Nếu là sinh viên FPT thì các bạn sẽ không phải lo sợ về tiếng Anh. Nhà trường ưu tiên việc dạy tiếng Anh đi trước, chuyên ngành theo sau. Năm đầu tiên thì các bạn sẽ được phân lớp theo khả năng tiếng Anh của mình, từ cấp độ 1 lên cấp độ 6, tùy vào kết quả test đầu vào nha. Hoàn thành chương trình dự bị này thì các bạn sẽ có trình độ tiếng Anh từ IELTS 6.0 trở lên. Và đây thì là mức tối thiểu để sinh viên đại học FPT có thể theo học các môn chuyên ngành bằng giáo trình tiếng Anh được nhập khẩu 100% từ các nhà xuất bản nổi tiếng trên thế giới. À, trong năm đầu tiên thì bên cạnh việc học tiếng Anh, các bạn còn được học giáo dục thể chất, đó là môn võ và Việt Nam và lớp nhạc cụ truyền thống nữa nhé. Học kỳ chuyên ngành của đại học FPT thì sẽ gồm có 9 học kỳ, một năm thì sẽ có 3 kỳ học, mỗi học kỳ kéo dài 4 tháng. Lịch học khá là dày đặc, tuy nhiên là các bạn sẽ không cần phải lo lắng nha, không phải căng thẳng gì cả, vì khoảng cách giữa mỗi học kỳ các bạn sẽ có khoảng 2 tuần để nghỉ ngơi hay thư giãn và tham gia các câu lạc bộ của nhà trường để lấy lại năng lượng nhé. Tuy là học nhiều, nghỉ ít, nên chương trình đào tạo của đại học FPT chỉ kéo dài trong vòng 3 năm. Việc áp dụng lịch học này thì không chỉ giúp các bạn rút ngắn thời gian học tập mà còn giúp các bạn làm quen với lịch làm việc toàn thời gian, sớm hòa nhập với cả môi trường chuyên nghiệp tại các doanh nghiệp sau này khi đi làm nhé. Bên cạnh việc học tiếng Anh thì bạn sẽ được trang bị thêm tiếng Trung hoặc là tiếng Nhật nữa đó. Tiếp theo là về cơ sở vật chất. Mỗi cơ sở của trường đại học FPT đều có lối kiến trúc xanh độc đáo, phòng ốc tiện nghi, khang trang, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hệ thống cây xanh, hồ sen cũng là một trong những yếu tố làm nên sự độc đáo của nơi đây. Điều này hướng tới sự giao hòa giữa thiên nhiên và con người. Mỗi lớp học thì sẽ không có quá 30 sinh viên, nhằm tăng khả năng tương tác giữa các sinh viên và giảng viên. Việc học này cũng trở nên hiệu quả hơn rất nhiều so với những giảng đường lên đến hàng trăm sinh viên. Thư viện của trường đại học FPT cũng rất xịn sò nha, với không gian hiện đại, với hàng trăm ngàn đầu sách, có chỗ nghỉ ngơi cho sinh viên. Đầu mỗi học kỳ thì tất cả sinh viên sẽ được phát một bộ sách theo số môn đăng ký mà không phải bỏ thêm bất cứ khoản phí nào cả. Không những thế, trường còn có các phòng vẽ, phòng studio, phòng lab đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và thực hành riêng cho từng ngành như thiết kế đồ họa, truyền thông đa phương tiện, trí tuệ nhân tạo, những chuyên ngành mà nhà trường đang đào tạo. Bên cạnh đó thì sẽ có các loại sân bóng, sân tập võ Việt Nam, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, khu giải trí, bóng bàn, bi lắc đáp ứng đầy đủ nhu cầu vui chơi của các bạn sinh viên. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chất lượng đào tạo. Hơn 15 năm qua, FPT là trường đại học được công nhận đạt chuẩn quốc tế bởi những tổ chức xếp hạng đại học hàng đầu thế giới. Có thể kể đến như Đại học FPT được tổ chức QS Anh Quốc xếp hạng 3 sao, Top 2 trường đào tạo quản trị kinh doanh tốt nhất Việt Nam theo xếp hạng của Universal của Mỹ, hạng 2 trong bảng xếp hạng 1.000 trường kinh doanh tốt nhất thế giới theo xếp hạng của Eduniversal dành cho những trường kinh doanh có tầm ảnh hưởng trong khu vực. Là đơn vị đào tạo công nghệ thông tin xuất sắc khu vực châu Á do Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á, Châu Đại Dương trao giải. Hay giải thưởng thương hiệu xuất sắc thế giới 2018, Quỹ thương hiệu châu Á Thái Bình Dương trao tặng cùng nhiều giải thưởng, thành tích khác nữa. Ngoài việc học kiến thức thì ở FPT còn nhiều cuộc thi học thuật để cho các bạn có thể tham gia,
vừa có kỹ năng mềm, vừa có thêm kiến thức chuyên ngành như FPT Edu Hackathon, cuộc thi về các sản phẩm công nghệ, cuộc thi tranh biện tiếng Anh, cuộc thi sáng tạo nội dung Fcomic và rất nhiều cuộc thi, hoạt động, câu lạc bộ khác nữa. Còn về cơ hội việc làm thì sao nhỉ? Cùng với các giải thưởng, thành tích thì với những con số ấn tượng về FPT phải kể đến là 98% sinh viên ra trường với mức lương khởi điểm 8,3 triệu đồng, 19% cựu sinh viên làm việc tại nước ngoài, 5% sinh viên khởi nghiệp. Nhiều công ty toàn cầu tuyển dụng sinh viên FPT như Google, Microsoft, Shopee, v.v. Với lợi thế là trường đại học do doanh nghiệp thành lập, tập đoàn công nghệ FPT với các công ty thành viên và là đối tác là cơ hội để sinh viên thực tập và làm việc. Ngay từ năm nhất, sinh viên được tham quan các doanh nghiệp theo chương trình Company Trip. Năm thứ 3, sinh viên được thực tập thực tế 4 đến 8 tháng để cọ sát, tích lũy kinh nghiệm tại các công ty thành viên thuộc tập đoàn FPT hoặc hơn 300 doanh nghiệp là đối tác của tập đoàn FPT trên thế giới. Và cuối cùng, không thể không nói đến môi trường học tập trải nghiệm ở FPT với nhiều hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, đội nhóm sinh viên. Bạn đang tìm hiểu về trường đại học FPT và muốn được tư vấn, đừng quên truy cập website daihoc.fpt.edu để được hỗ trợ ngay nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.